Cướp gạo
xấu xa, đưa nghề nhẹ. Lúc ta gặp cô này, mà đến cúp này, cúp vợ của ta. Hãy nghe đây của ta. Mọi người cứ đồng ý cùng ta, lấy cỡ được nhận xét, để đòi lại công bằng không? Tôi thấy nào? Chơi nhiều quá. Xuống đây, hôm nay là phải tới đây rồi nè. Công đâu rồi Duyên ơi, ta còn làm cơm vợ này chúng ta mà. Để đây người cũng xuống, ta sẽ bắt tay nhà người đó. Quang, Quang, ta Duyên, để ta xuống. Đừng có người làm lén ta đó. Đến cả con heo của nhà người, ta còn không mềm đâu. Thì bất gì ta phải đông người như người đây xuống chứ. Được, để ta xuống, đừng có người làm lén ta đó. Hôm nay sẽ là ngày tài quý nhà mới. Tài đâu? Sao lên đi ba? Bây giờ là một của tao rồi. Bây giờ đi ra đây đi. Không, bây giờ đi ra đây đi. Cái sợ ta sao? À, ai sợ đi sao? Vậy còn đợi gì nữa? Thank you.
Hay đẹp. Ba một cũng được. Dễ thương quá ha. Wow. Dễ thương quá.